Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 16 tháng 6 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Mỹ Hào và Yên Mỹ kết nạp đảng viên mới là giáo viên học sinh. Doanh nghiệp lo lắng vì thiếu cát. Chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp đơn vị hành chính. Văn Lâm giữ gìn và bảo vệ diện tích ao hồ. Người chăn nuôi ở xã Hùng An mong mỏi sớm có khu chăn nuôi tập trung. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố quyết định giá đất cụ thể và quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố được quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư, quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày ký ban hành quyết định đến khi luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với sở ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung được ủy quyền theo quy định pháp luật. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các quyền và trách nhiệm được Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy quyền thực hiện báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện việc ủy quyền định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Vừa qua, chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật, thị xã Mỹ Hào tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 3 học sinh ưu tú lớp 12 có thành tích trong học tập, rèn luyện. Dự buổi lễ có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. 3 học sinh lớp 12 được kết nạp vào đảng là em Bùi Thị Xuân Mai, Bùi Khánh Phước và Phan Thị Thanh Hải. Đều là những học sinh ưu tú, trong suốt những năm học phổ thông đều là học sinh giỏi, hạnh kiểm tốt, là cán bộ đoàn, cán bộ lớp, luôn nhiệt tình với phong trào. Những đảng viên trẻ được kết nạp trong nhà trường là tấm gương hình mẫu để các học sinh ưu tú noi theo học tập để phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của đảng, đồng thời thực hiện tốt các chỉ thị của đảng về công tác phát triển đảng viên mới. Đây là lần đầu tiên chi bộ trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật kết nạp được đảng viên là học sinh. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào Trần Thị Thanh Thủy chúc mừng các em học sinh ưu tú được kết nạp vào đảng. Đồng chí đề nghị chi bộ nhà trường cần chú trọng đào tạo học sinh trung học phổ thông phát triển một cách toàn diện, không chỉ chú trọng vào việc dạy kiến thức trên lớp mà cần quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống. Qua đó phát hiện đào tạo và bồi dưỡng nguồn học sinh ưu tú giới thiệu cho đảng và kết nạp đảng viên. Với các đảng viên trẻ, cần thấy rõ vinh dự tự hào, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, luôn nỗ lực tích cực tham gia hoạt động đoàn, hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua, trước mắt phấn đấu đạt thành tích cao trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia. Ngày 14 tháng 6, chi bộ trường Trung học Phổ thông Yên Mỹ tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho 6 giáo viên và học sinh ưu tú của nhà trường. Quần chúng ưu tú được kết nạp đảng đợt này là 2 giáo viên Nguyễn Thị Then, Trương Thị Bích Ngọc, và 4 học sinh lớp 12, Nguyễn Hoàng Hiệp, Vũ Hữu Hải Anh, Đỗ Xuân Bình Dương và Nguyễn Bảo Thành Công. Đây là những giáo viên học sinh ưu tú. Trong quá trình giảng dạy học tập, các đảng viên đều thể hiện là người có năng lực, trình độ, con ngoan trò giỏi, có đạo đức, ý thức kỷ luật tốt, đạt nhiều thành tích trong giảng dạy học tập và các phong trào thi đua. Từ khi em được vào đảng em trưởng thành hơn, em sẽ nỗ lực, quyết tâm để trở thành một đảng viên gương mẫu, không ngừng học tập và rèn luyện. Thưa quý vị và các bạn, thiếu cát xây dựng đang là thực tế xảy ra tại tỉnh Hưng Yên cũng như một số tỉnh thành phố trong cả nước, nơi có nhiều công trình cần lượng cát lớn để phục vụ thi công, phản ánh tại khu công nghiệp Thăng Long 2 của nhà đầu tư Nhật Bản. Ban điều hành Likoji 18.3, dự án khu công nghiệp Thăng Long 2 nhiều ngày qua như ngồi trên đống lửa, tìm đủ các kênh nhằm đảm bảo nguồn cát theo tiêu chuẩn của khu Thăng Long 2 để thi công kịp thời tiến độ, hoàn thiện hạ tầng cho các doanh nghiệp đã đăng ký vào đầu tư trong khu. Cái khó mà doanh nghiệp thi công đang gặp phải là thiếu cát. Vì vậy, nhiều xe chở cát không thể hoạt động do thiếu nguồn cung. Thiếu cát sẽ ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chi phí phát sinh của doanh nghiệp. Thiếu cát là áp lực rất lớn bởi vì là các cái lô đất chủ đầu tư bên Nhật Bản người ta bán cho khách hàng quốc tế nên là
các cái tiến độ là tính theo từng ngày một. Chỉ tính riêng dự án mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 có diện tích khoảng 132 ha sẽ cần khoảng 3 triệu mét khối cát. Trong đó, giai đoạn 1 đã hoàn thành sử dụng 1,4 triệu mét khối, để giai đoạn 2 hoàn thành theo kế hoạch vào tháng 2 năm 2025, cần khoảng 1,3 triệu mét khối cát nữa. Hiện nay mỗi ngày cần 7.000 mét khối nhưng mới đáp ứng được hơn nửa. Việc thiếu cát ngoài ý muốn này có nguy cơ chậm 25% tiến độ xây dựng diện tích mở rộng khu công nghiệp Thăng Long 2 giai đoạn 2. Tình hình hiện tại của chúng tôi là đang bị thiếu cái nguồn vật liệu chính là nguồn cát cho cái công tác sản lấp và đảm bảo tiến độ đã cam kết chủ đầu tư. Chính vì vậy mà chúng tôi đang rất là băn khoăn và lo lắng, cũng mong là đề xuất lên ban lãnh đạo các cấp của tỉnh Hưng Yên giúp đỡ chúng tôi tháo gỡ để chúng tôi có được một nguồn cát để đảm bảo được tiến độ mà chúng tôi đã cam kết với chủ đầu tư. Hiện nay và trong thời gian tới, với hàng loạt các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đường giao thông được triển khai xây dựng, lượng cát san lấp cho các công trình được dự báo sẽ cần nhiều hơn nữa. Vì vậy, tình trạng thiếu cát phục vụ xây dựng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nói riêng và cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên nói chung cần sớm được khắc phục, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và chi phí doanh nghiệp và đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm 4 tại chỗ 3 sẵn sàng, đến nay huyện Tiên Lữ đã hoàn thành các điều kiện về nhân lực, vật lực trên toàn địa bàn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống xấu xảy ra trong mùa mưa bão năm nay. Xác định tuyến đê sông Luộc dài 10,8 km với 3 điểm sung yếu, gồm khu vực kè Mai Xá, kè Đồng Thiện và khu vực trạm bơm Triều Dương. Huyện đã xây dựng phương án chủ động nhằm ứng phó kịp thời và hiệu quả khi có tình huống xảy ra, gồm ban hành kế hoạch kiện toàn ban chỉ đạo phòng chống lụt bão và phòng chống thiên tai tiền phương hậu phương cấp huyện và ở 3 khu vực trọng yếu. Theo đó, 3 đội xung kích với biên chế, mỗi đội là 100 thành viên đã được thành lập. Xã Hải Triều là địa phương có bến cảng hàng hóa và nhiều chủ thể đăng ký hoạt động khai thác vật liệu xây dựng bên bờ sông Luộc. Xã đã tiến hành kiểm tra toàn diện 10 trên 10 chủ cơ sở, đồng thời cho ký cam kết chấp hành các quy định an toàn trong mùa mưa bão. Phối hợp với hạt quản lý đê điều đã tổ chức kiểm tra tất cả các cái hộ có tập kết các cái vật liệu xây dựng ở trên bãi, chuẩn bị tốt cái công tác phòng chống lụt bão nói chung và đặc biệt công tác phòng chống úng để chuẩn bị cho cái gieo cấy vụ mùa năm 2024, thì các cái phương án và chỉ đạo triển khai đồng bộ và đã giao các cái nhiệm vụ. Khi có tình huống xấu xảy ra thì cũng có đầy đủ các cơ sở vật chất, con người. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện đã tiến hành kiểm tra toàn diện 7 trên 7 xã tiếp giáp với đê sông Luộc về công tác phòng chống lụt bão. Qua kiểm tra cho thấy, các địa phương đã tiến hành ký biên bản thỏa thuận về cung cấp phương tiện, vật tư, trang thiết bị phòng chống lụt bão như ô tô tải, tàu vận tải hàng hóa, đèn pin, che tươi, cát đá, bao tải. Đôn đốc kiểm tra và nhắc nhở cũng như là hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện cái cam kết đối với các hộ trong cái quá trình mùa mưa bão, phối hợp với cả ban chỉ huy phòng chống thiên tai của tỉnh liên quan đến các vị trí trọng điểm như trạm bơm Triều Dương hay rồi một số tuyến kè, đánh giá cũng như chuẩn bị các cái trang thiết bị phương tiện để phục vụ trong quá trình phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của tỉnh. Bên cạnh việc hoàn thành nhân lực, vật lực phục vụ công tác phòng chống lụt bão và phòng chống thiên tai các cấp, huyện Tiên Lữ cũng đã thu quỹ phòng chống thiên tai của các doanh nghiệp và các xã đạt trên 410 triệu đồng. Qua đó, góp phần đảm bảo thêm kinh phí chủ động cho công tác phòng chống lụt bão năm nay. Liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có hơn 400 cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách dôi dư. Trước tình hình đó, nhiều cán bộ công chức đã chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong công tác sắp xếp cán bộ dôi dư sau sắp nhập. 29 năm đóng bảo hiểm xã hội và còn 10 năm nữa mới tới tuổi nghỉ hưu, nhưng ông Phan Quang Huy, công chức văn hóa xã hội phường Quang Trung, quyết định sẽ xin nghỉ hưu sớm. Tương tự, đến cuối năm 2029 mới tới tuổi nghỉ hưu, nhưng bà Nguyễn Thị Bích Thu, chủ tịch hội phụ nữ phường, cũng xin nghỉ trước tuổi. Đây là hai trong số 7 cán bộ công chức trong diện dôi dư sau khi việc sáp nhập phường Quang Trung với phường Lê Lợi thành đơn vị hành chính mới được triển khai. Thứ nhất, để cơ quan tổ chức điều chỉnh được về cái nhân sự và cái lượng dôi dư nó giảm đi thì cái tăng cơ hội cho những người còn lại người ta thêm lên. Cái tuổi của mình nó cũng đủ trong cái điều kiện
để mình có cái nguyện vọng là xin nghỉ. Với cái tâm huyết của mình thì mình vẫn có thể cống hiến được ở các chỗ khác, chứ không cứ nhất thiết là cứ phải tiếp tục làm việc ở đây nên là cống hiến. Tại xã Giai Phạm có 3 cán bộ công chức đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi. Sau khi hiểu về các quy định chính sách hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh đối với trường hợp dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính và cân nhắc các yếu tố liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ phát triển của địa phương, các đồng chí này đã vui vẻ bày tỏ nguyện vọng được nghỉ hưu trước tuổi, trong đó có đồng chí Bí thư Đảng ủy xã. Yêu cầu nhiệm vụ bây giờ thì rất là lớn, rất là cao, đặc biệt nhất là áp dụng cái công nghệ số, về cái áp dụng khoa học công nghệ thông tin thì mình không thể bằng lớp trẻ được. Đấy, thế mà bây giờ cái cập nhật thì tất cả trên phần mềm. Đấy cũng là một nguyên nhân mà tuyên truyền vận động để các đồng chí mà đủ tuổi về để tạo điều kiện cho lớp trẻ. Tại huyện Kim Động, dự kiến sẽ có 23 cán bộ công chức dôi dư sau sắp xếp. Ủy ban Nhân dân huyện đang phối hợp với Ban tổ chức huyện ủy xây dựng kế hoạch bố trí sắp xếp theo các hướng, rà soát những người có đủ điều kiện tiêu chuẩn giới thiệu bầu giữ các chức vụ hoặc bố trí sang làm công chức ở các xã còn thiếu, tiếp nhận làm công chức huyện, bố trí tiếp nhận làm viên chức ở các đơn vị sự nghiệp và vận động nghỉ hưu sớm. Đối với huyện Kim Động thì qua nắm bắt tình hình thì cũng có một số đồng chí cán bộ công chức vui vẻ thực hiện cái chế độ tinh giản biên chế để tạo cái điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp cán bộ công chức dôi dư của huyện cũng như là của các địa phương. Nếu như mà nghỉ theo dôi dư sau sắp xếp thì ngoài cái được hưởng theo cái chính sách hỗ trợ của Trung ương theo Nghị định 29 của Chính phủ thì còn được hưởng cái hỗ trợ theo nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh vừa mới ban hành trong năm 2023. Sắp xếp đơn vị hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, việc sắp xếp cán bộ dôi dư sau sắp nhập đơn vị hành chính đang là bài toán khó đối với không ít địa phương. Sự chủ động xin nghỉ hưu trước tuổi của các cán bộ công chức có đủ điều kiện sẽ góp phần tạo thuận lợi giúp các địa phương giải bài toán này. Thưa quý vị và các bạn, trước thực trạng ao làng đã và đang dần biến mất trong đời sống dân cư nông thôn, thì việc bảo vệ, cải tạo, giữ gìn cần được quan tâm xứng đáng để góp phần điều hòa không khí, cải tạo cảnh quan môi trường các làng quê. Văn Lâm là một trong những địa phương có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động và tiếp tục đi vào đầu tư. Bên cạnh vấn đề bảo vệ môi trường thì công tác gìn giữ và bảo vệ ao làng luôn được các cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đây quan tâm. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Ngày nào cũng vậy, ông Thoại 80 tuổi ở thôn Đông Mai, xã Chỉ Đạo vẫn luôn duy trì 2 lần tập thể dục vào buổi sáng sớm và buổi chiều quanh ao của thôn với diện tích gần 1.000 m2. Ao làng hè, tên gọi thân thương của người dân nơi đây, đã trở thành điểm tập trung lý tưởng của người dân. Thế mà giữ được cái ao này, tôi thấy một cái rất tuyệt vời. Thế buổi sáng thì bà con anh chị em tập thể dục xung quanh, có cái ao này thì đúng tạo cảnh quan của thôn nó có đẹp hơn, sinh động hơn, giữ được cái truyền thống của quê hương ngày xưa. Xã Chỉ Đạo hiện còn gần chục ao hồ ở 4 thôn trong diện cần bảo vệ. Những năm qua, Ủy ban Nhân dân xã đã quan tâm việc bảo vệ, gìn giữ vẻ đẹp của ao hồ nên đã đầu tư hàng tỷ đồng để kè ao, mở rộng diện tích. Thôn nào chúng tôi cũng giữ lại được ao, và sắp tới là cái ao của thôn Nghĩa Lộ cũng gọi là cái ao cá Bắc Hồ, thì không những là do xã và được sự quan tâm của huyện, sắp tới sẽ cải tạo nâng cấp và kè được ao. Thì thứ nhất là tạo cái cảnh quan rất là đẹp, thứ hai là công tác môi trường cũng được đảm bảo. Những năm trước, ở xã Đại Đồng, tỷ lệ ao hồ cũng giảm dần theo thời gian. Thế nhưng điều đáng mừng là trong vài năm trở lại đây, việc giữ gìn cải tạo ao làng đã được cấp ủy chính quyền và nhân dân trong xã đặc biệt quan tâm. Một số thôn như Đồng Xá, Lộng Thượng, Đình Tổ, Đại Từ luôn gìn giữ được những diện tích ao hồ truyền thống. Được sự đồng tình của toàn thể nhân dân, là chúng tôi đã xây dựng cách đây khoảng độ gần chục năm nay, cải tạo cái ao này. Thế hàng năm, cái mùa hè là các cháu tắm. Chúng tôi là cái gìn giữ ao làng là thấy rất là vệ sinh. Ao bơi vừa là giữ cái cảnh quan môi trường, là một lá phổi điều hòa không khí cho cư dân, khu dân cư sinh sống. Và xã hiện nay đã và đang triển khai là kè một số các cái ao của các cái thôn. Huyện Văn Lâm hiện có hàng chục nghìn mét vuông ao hồ đang được các địa phương gìn giữ bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa. Ở các xã như Đình Dù, Việt Hưng, Lương Tài,
ao làng hay thường gọi là ao cá Bác Hồ cũng được cải tạo xây dựng xung quanh ao, những hàng cây ghế đá và cột đèn như tôn thêm vẻ hiện đại, tạo nên khung cảnh không khác nhiều công viên giữa lòng thành phố. Chính những khuôn viên ao làng sạch đẹp gọn gàng ấy không chỉ tạo cảnh quan môi trường, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân mà còn góp phần tạo nên những không gian thanh bình yên ả, đậm hồn quê, điều mà không phải nơi nào cũng có được. Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, những năm qua, nhiều hộ dân ở xã Hùng An, huyện Kim Động tập trung chăn nuôi các loại gia súc như là bò sữa, lợn, gà, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên, mặt trái của sự phát triển này là vấn đề ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống của người dân. Gia đình ông Trần Xuân Quyết ở thôn Tà Hà hiện nuôi hơn 10 con bò sữa, mỗi năm đàn bò cho thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Đây là nguồn thu nhập lớn của gia đình. Tuy nhiên, việc chăn nuôi ngay tại khuôn viên gia đình, chuồng trại liền kề với nhà ở đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của các thành viên trong gia đình nói riêng và các hộ dân lân cận nói chung. Mặc dù đã có bể bioga 24 khối để xử lý chất thải chăn nuôi và cứ 3 tháng lại tiến hành hút làm sạch bể một lần, nhưng vẫn chưa xử lý được tuyệt đối vấn đề ô nhiễm. Chăn nuôi ở trong khu dân cư thì chắc chắn là không đảm bảo được cái vệ sinh môi trường rồi. Nhưng mà vì mưu sinh, hai nữa là đây cái dự án này là từ năm 2003 nên là cái tác động của môi trường là lúc bây giờ nó cũng chưa đánh giá hết. Xã Hùng An hiện có khoảng 200 hộ chăn nuôi với tổng số trên 1.300 con trâu bò, gần 6.000 con lợn và trên 54.000 con gia cầm. Do có sự liên kết sản xuất giữa người chăn nuôi với doanh nghiệp nên việc tiêu thụ thuận lợi, giá cả duy trì ổn định. Trong đó, riêng chăn nuôi bò sữa, với những hộ chăn nuôi số lượng dao động từ 10 đến 40 con, mỗi năm thu lãi từ 250 đến 500 triệu đồng. Tuy nhiên, hiện nay, toàn bộ các hộ đều đang chăn nuôi trong khu dân cư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống. Bản thân các hộ chăn nuôi cũng đang mong mỏi địa phương sớm có khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư để bảo vệ môi trường sống. Từ cán bộ thôn cho đến cán bộ xã, thế rồi nhân dân trong thôn cũng rất là bức xúc, cũng tìm nhiều những cái giải pháp, thế nhưng mà chưa có những cái giải pháp nào tối ưu. Thế thì chỉ chờ, mong chờ làm sao là tỉnh huyện phê duyệt khu chăn nuôi tập trung, thì lúc bấy giờ là tuyên truyền vận động các cái hộ chăn nuôi sẽ đi vào cái khu chăn nuôi tập trung. Chăn nuôi là một trong những hoạt động mang lại nguồn thu nhập cao cho người nông dân và có đóng góp quan trọng trong sản xuất nông nghiệp ở xã Hùng An. Sự quan tâm của các cấp chính quyền sớm quy hoạch và đầu tư xây dựng khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư sẽ giúp địa phương bảo vệ môi trường sống và phát triển chăn nuôi bền vững. Thưa quý vị và các bạn, qua đường dây nóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, nhận được kiến nghị của nhân dân thành phố Hưng Yên về việc một số đơn vị thi công vỉa hè lòng đường tại một số điểm trên đường Nguyễn Văn Linh và Chu Mạnh Trinh để vật liệu ngổn ngang ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Phóng viên của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đã đến tìm hiểu nội dung này. Qua tìm hiểu của phóng viên, trong các ngày đầu tháng 6 này, thì cơ bản các doanh nghiệp xây dựng trên hai tuyến đường này là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Minh Hoàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long Hưng Yên, công ty cổ phần tư vấn xây dựng và sản xuất Hưng Yên đều có các giải pháp thi công, trong đó có việc trăng dây biển báo đối với những địa điểm để vật liệu xây dựng ra lòng lề đường, vỉa hè theo quy định. Đặc biệt là đối với tuyến đường Nguyễn Văn Linh, việc thi công trên tuyến đường kéo dài, đây lại là quốc lộ do Cục Đường bộ quản lý và cấp phép vị trí để vật liệu máy móc khi thi công. Tuy nhiên, trên tuyến đường Chu Mạnh Trinh do công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Long Hưng Yên thi công vẫn còn có điểm để vật liệu xây dựng chưa đảm bảo an toàn cho người tham gia thi công. Có cái ý kiến của các cử tri đi phản ánh thì chúng tôi cũng nhận được, mà chúng tôi cũng khắc phục luôn trong ngày. Thứ nhất là biển báo đầy đủ và cảnh báo là cho người đứng hướng dẫn chủ các phương tiện đi lại, phân luồng cho xe cộ. Vào lúc 14 giờ 30 phút chiều nay 16 tháng 6 tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào đã xảy ra vụ cháy xưởng sản xuất đồ mộc mỹ nghệ. Cụ thể, vào thời điểm trên, tại xưởng sản xuất mộc mỹ nghệ của anh Nguyễn Văn Minh ở thôn Vũ Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào xảy ra cháy. Thời điểm này, trong xưởng không có lao động sản xuất. Khi xảy ra cháy, được người dân phát hiện và dập lửa kịp thời nên không gây thiệt hại nhiều về tài sản. Nguyên nhân được xác định là do chập điện trong xưởng sản xuất. Hiện nay, đang cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Do vậy, người dân cần chú ý sử dụng điện tiết kiệm, kiểm tra đảm bảo an toàn các thiết bị điện khi không sản xuất.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.